lý do bàn thắng gây tranh cãi của Man City được công nhận. Man City giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Wolves ở vòng 8 Premier League nhờ bàn thắng quyết định gây tranh cãi của John Stones. Man City của Pep Guardiola tưởng buộc phải chia điểm với chủ nhà khi tỷ số hòa 1-1, thì John Stones đã xuất hiện làm người hùng. Mang về trọn vẹn 3 điểm cho Man City, với pha đánh đầu ở phút 95. Ban đầu, trọng tài biên lập tức căng cờ và trọng tài chính Chris Cavanagh quyết định từ chối bàn thắng với lý do Bernardo Silva ở vị trí việt vị, đồng thời đứng trong tầm nhìn của thủ môn Wolves. Tuy nhiên, trọng tài phòng VAR Stuart Aswell khuyến nghị Cavanagh xem lại tình huống. Với lập luận Bernardo Silva không cản tầm nhìn và cũng không tác động đến thủ môn, cả sân Molineux như gầm lên sau khi trọng tài Chris Cavanagh xem lại VAR và công nhận bàn ấn định tỷ số 2-1 của John Stones ở phút bù giờ 95 từ quả đá phạt góc của Phil Foden. Tình huống quay chậm cho thấy Silva đã cúi người theo hướng tránh xa thủ môn và chắc chắn không cản trở khả năng quan sát bóng của thủ môn Josa. Chính vì thế, sau ít phút kiểm tra, trọng tài Cavanagh đã công nhận bàn thắng cho Man City. Nhiều cổ động viên Wolves và cả khán giả trung lập không khó để kiểm chứng qua đoạn băng phát lại cảnh Bernardo Silva đã áp sát và hít nhẹ vào người Josa khi Phil Foden thực hiện quả đá phạt góc. Chỉ có điều, khi Stones bật cao đánh đầu, Silva đã không khéo rời xa Josa và khẽ cúi người, hành động được cho là không ảnh hưởng đến tầm nhìn hay khả năng cản phá của thủ thành đồng hương Bồ Đào Nha phía Wolves. BBC cho rằng, Bernardo Silva lẽ ra phải bị thổi phạt vì phạm lỗi với thủ môn Josa và bàn thắng không được công nhận. Tuy nhiên, trong thông báo sau đó từ Hiệp hội Trọng tài Chuyên nghiệp Anh, PVMOL, VAR chỉ xem xét Bernardo Silva đã việt vị hay chưa, không xem xét tiếp xúc của anh này với Josa, bởi đó không được coi là lỗi. Và ở thời điểm Stones chạm đầu vào bóng, Bernardo Silva không cản trở thủ môn. Huấn luyện viên Gary O'Neill của Wolves không đồng tình với phán quyết này. Ông cho rằng trọng tài thiếu nhất quán với các phán quyết. Bởi ở tình huống gần tương tự trong trận gặp West Ham cuối mùa trước, trọng tài lại từ chối bàn thắng của Martin Man với lý do Tawanda Chaiwa cản trở thủ môn Lucas Fabianski. Mặc dù không buộc tội trọng tài sự ép Wolves, nhưng theo O'Neill, giới cầm cân nảy mực đã y thiên vị Man City trong vô thức. Với thất bại đầy tranh cãi, Wolves tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong mùa giải, trong khi Man City có thêm 3 điểm quý giá để duy trì cuộc đua vô địch.